Hello everyone, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các bạn ngữ pháp Unit 3. Thì trong cái bài này thì chúng ta sẽ tập trung học vào cái điểm ngữ pháp là từ can và can't. Can thì là động từ khiếm khuyết ha, thì nó để chỉ về cái khả năng của ai đó, khả năng của cái việc của cái người hoặc là của cái vật gì đó. Thì ví dụ như chúng ta sẽ có cái mẫu câu là I can skateboard, tôi có thể lướt ván. I can play tennis, tôi có thể chơi tennis. I can't, cái chữ không thể ha, không thể thì đọc là can't. I can't skateboard là tôi không thể lướt ván. I can't play tennis là tôi không thể chơi tennis, thì nó thể hiện cái khả năng của một cái người ha, hoặc là cùng cái vật gì đó. Rồi thì các bạn nhớ là chủ từ cộng với can cộng với động từ, và cái động từ theo sau can nó phải là nguyên mẫu nha các bạn, nó luôn luôn là nguyên mẫu ha. Rồi và sau can not cũng vậy luôn, thì cái chữ can't là viết tắt của can not, và viết rút gọn là can phẩy t ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Rồi, number one, he can't ride a horse. Nhưng mà nhìn cái hình nè, nhìn cái hình, he can't ride a horse. Anh ấy không thể cưỡi ngựa. Rồi, number two, she can't scream. She can't scream. Còn cái này là gì? She can't scream. She can't scream. Là không thể bơi đúng không? Rồi. Number three, he can play football. He can't play football. Vậy là he can play football. Anh ấy có thể chơi bóng đá. Number four, she can run. She can't run. Vậy là she can run. Cô ấy có thể chạy. Ha, vậy là can hoặc là can't hoặc là cannot thì nó thể can là thể hiện về cái khả năng của người hoặc là vật có thể làm cái việc gì đó. Ha. Còn can, can't hay là cannot là thể hiện là không có cái khả năng làm cái việc gì đó. Rồi. Bây giờ các bạn làm cái bài tập tiếp theo cho cô là điền can hoặc là can't. Rồi, chúng ta nhìn tranh ha, chúng ta nhìn tranh. We can skateboard. We can skateboard and we can we can't là chúng tôi không thể chơi tennis. Rồi, number 2. They can play tennis là họ có thể chơi tennis, and they can't play football, họ không thể chơi đá banh. Rồi, number 3, she can skate, cô ấy có thể chơi trượt patin, and she can't, cô ấy không thể she can't skateboard, cô ấy không thể lướt ván. Rồi, rất là dễ luôn các bạn nha. Rồi sau can hoặc can not thì luôn luôn là động từ nguyên mẫu. Rồi, bài tập số 3, viết câu sử dụng can hoặc can not và những cái từ có ở trong cái hộp này, có nghĩa là người ta sẽ cho sẵn những cái từ này ha, những cái từ này. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành cái câu này cho nó đúng với cái hình nè. Ok, number one, he dấu ít là can't là không thể, còn nếu mà dấu tích là can nha các bạn, là có thể nha. Rồi, he can't skate. Okay, and number 2, we gì các bạn, we can play tennis. We can play tennis. Number 3, she can't skateboard là cô ấy không thể lướt ván. Rồi, cô đã hướng dẫn rồi, bây giờ các bạn làm ha. Rồi, cô vừa làm xong bài rồi, bây giờ các bạn kiểm tra lại với cô nè. Rồi, number four, it can't play tennis, nó không thể chơi tennis. Rồi, number five, you can ride a bike, anh ấy có thể lái xe đạp. Rồi, number 6, they can't play football, họ không thể chơi đá banh.
Rồi, bây giờ cái bài tập số 4 này nè, là các bạn sẽ tự viết về mình á. Ví dụ như là I can write, thì các bạn có thể viết đúng không? Thì các bạn tích vào cái chữ là I can, ride a bike là lái xe đạp, thì các bạn sẽ tích vào I can hay là I can't, là tôi có thể hay là tôi không thể, thì các bạn tích vào ha. Ở đây cô ví dụ nha, ride a bike, I can ride a bike. Skate, I can skate. I can't skateboard. And I can't play tennis. And I can play football. Vậy thì chúng ta sẽ viết những cái câu này ra theo đúng cái mẫu mà cái dấu tích mà các bạn làm. Ví dụ như I can ride a bike, I can skate. Rồi các bạn tự làm ra theo cái của mình ha, cái ý của mình ha. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ học cách là đặt câu hỏi với can. Thì cái này rất là đơn giản luôn. Thì ở đây ví dụ cô có một cái mẫu câu là he can skateboard, anh ấy có thể trượt ván. He can skateboard, anh ấy có thể trượt ván. Vậy bây giờ chúng ta muốn chuyển cái câu này thành câu hỏi thì chúng ta chỉ cần đưa can ra ra trước chủ từ, có nghĩa là đưa can ra đầu câu, thì chúng ta sẽ có câu hỏi là can he skateboard. Thì chúng ta dịch sao? Anh ấy có thể chơi lướt ván không? Anh ấy có thể trượt ván không? Thì cái này giống như là động từ to be vậy đó các bạn. Các bạn muốn chuyển động từ to be thành câu hỏi thì chúng ta chỉ cần đưa động từ to be ra trước chủ từ là đứng ở đầu câu. Thì cách trả lời chúng ta cũng có hai kiểu là yes hoặc là no. Yes he can, hoặc là no thì he cannot ha. Thì đọc là can't ha. Yes he can, hoặc là no he can't. Rồi, vậy thì câu hỏi là rất là đơn giản, là chúng ta chỉ cần đặt can ra đầu câu thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nè. Number one, can he ride a horse? Can he ride a horse? Rồi, can she skate? Can she skate? Ok, là đi. Skate là trượt patin. Can you skateboard? Là bạn có thể gì? Bạn có thể trượt ván không? Rồi, can they play tennis? Họ có thể chơi tennis không? Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi rất là dễ. Ví dụ như cô hỏi là bạn có thể bơi không, thì cô nói là can you swim. Nhớ là sao can, đi với can, động từ thể là nguyên mẫu. Rồi ví dụ cô muốn hỏi là bạn có thể bạn có thể lái xe hơi không, thì mình nói sao, can you ride a car. Rồi cô hỏi là bạn có thể nhảy lên không, thì cô hỏi là can you jump. Dù bạn có thể hát không, thì cô nói là can you sing. Vậy thì muốn đặt câu hỏi thì về ai đó có thể làm cái việc gì đó không, thì chúng ta cứ đặt can ra đầu câu là được ha. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ giải cái bài tập số 6. Bây giờ chúng ta là đặt câu hỏi ha, đặt câu hỏi với những cái câu cho sẵn nè. Ở đây là cái câu mẫu là you can play football. Bây giờ mình muốn đặt câu hỏi thì mình chỉ cần chuyển can ra ra đầu câu, rồi là can you play football, là bạn có thể chơi đá banh không. Rồi bây giờ vậy các bạn làm nha, rồi các bạn so và đáp án với cô nha. Rồi bây giờ các bạn cùng làm bài tập với cô nè. Rồi cái câu số 2, number 2, you can ride a bike, thì chúng ta đưa can ra trước đầu câu là can, đổi ra trước đầu câu. Rồi can ra đầu câu, vậy là can you ride a bike, là bạn có thể lái xe đạp không, bạn có thể lái xe đạp được không. Thì chúng ta trả lời nếu mà có thì chúng ta là yes I can, mà no thì I can't. I can't, cái chữ mà can't không thể thì các bạn nhấn mạnh chút xíu, và ở cuối câu chúng ta có cái chữ th nhẹ ha. Rồi it can run, can it run, they can skate, can they skate, he can ride a horse, anh ấy có thể cưỡi ngựa. Đặt câu hỏi can he ride a horse, anh ấy có thể cưỡi ngựa không. She can play tennis, cô ấy có thể chơi tennis. Đặt câu hỏi can she play tennis, cô ấy có thể chơi tennis không. Đó,
Đây là cái cách để đặt câu hỏi ha. Rồi, look at the chart. Rồi, nhìn vào cái bảng này nè. Rồi, viết câu hỏi và câu trả lời. Rất là dễ luôn. Rồi, bây giờ chúng ta nè. Alice asks Derek, Alice, can you ride a bike? Can you ride a bike? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cái bảng của các bạn này nha. Đang hỏi các bạn này thì là can you ride a bike? Rồi chúng ta nhìn qua ride a bike. Yes or no? Yes. Yes, I can. Rồi. Bella asked Kathy about Alice and Derek. Rồi, Bella. Can they hỏi Alice và Derek đúng không? Alice và Derek. Rồi keyboard đúng không? Đây. Thì hỏi là họ có thể chơi trượt ván không, thì họ là gì? Đây vậy là can they can they skateboard? Can they skateboard? Vậy thì chúng ta nhìn vào cái bảng của Alice và cái bảng của Derek nè. Yes or no? Dấu tích là yes đúng không? Vậy thì chúng ta trả lời là yes. Yes thì các bạn hỏi can they thì trả lời là they. They can. Ok. Rồi, Kathy asked Alice about Bella. Rồi, Bella đây. Rồi, football. Rồi, chúng ta rà xuống bảng football. Rồi, Bella, football. Yes or no? No. Vậy thì chúng ta đặt cái câu hỏi sao? Can Bella là nam hay nữ? Bella là nữ ha. Nữ. Vậy thì nữ là gì? Là she. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi cho Bella là can she play football? Can she play football? Và Alex trả lời sao? Đây, Bella thì không thể chơi. Vậy là no. No, she can't. No, she can't. Rồi, Derek asked Bella and Kathy. Rồi, Derek asked Derek hỏi Bella và Kathy. Bella, Kathy, play tennis. Đây. Vậy là hai người này là play tennis được nè ha. Vậy thì hỏi là hai người này là có phải là đang nói chuyện đối diện là bạn đúng không? Là những người bạn. Vậy thì là can you play tennis? Bella và Kathy. Yes. Nếu mà hai người, ví dụ một người là tôi thì chúng ta trả lời là ai. Nhưng mà nếu mà hai người hỏi các bạn thì phải trả lời là we là chúng tôi. Vậy thì yes we can. Ok, yes we can. Tại vì you ở đây là Bella và Kathy, là hai người lận, nên là khi mà cái câu trả lời thì chúng ta sẽ trả lời là we. Là hỏi là các bạn có thể chơi tennis không, thì Bella với Kathy trả lời vâng chúng tôi có thể. Rồi, Bella ask Derek nè. Rồi, play gì? Play tennis. Derek play tennis. Thì Derek ở đây là dấu ít rồi đúng không? Vậy giờ chúng ta đặt câu hỏi với Derek. Derek là nam đúng không các bạn? Nhưng mà Bella hỏi trực tiếp Derek, vậy là can you play tennis, là bạn có thể chơi tennis không? Derek trả lời no. Tại vì ở đây là dấu ít nè. No, I can't. Tại vì Bella hỏi trực tiếp Derek luôn. Nên là phải hỏi là you ha, và trả lời là I. Rồi, Alice hỏi Kathy về Derek, có nghĩa là hỏi Derek, là bây giờ Derek là người thứ ba rồi. Tại vì Alice hỏi Kathy mà, hỏi Kathy về Derek thì hỏi về play tennis. Đây, play tennis. Vì Derek là nam đúng không các bạn? Vậy là can gì? Can he play tennis? Rồi, Kathy trả lời sao? No. Mà ở đây hỏi là he thì chúng ta trả lời là he. Có thể không? Không thể, vậy là he can't. Thì đối với cái bài này thì nó hơi khó chút xíu là một người sẽ hỏi trực tiếp cái người đối diện hoặc là hỏi cái người thứ ba, nên là chúng ta sẽ có những cái đại từ để chúng ta thay thế. Nếu mà hỏi trực diện thì chúng ta sẽ hỏi là can you, nhưng mà nếu mà hỏi một cái người thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng ngôi thứ ba là he hoặc là she, hoặc là số nhiều là they ha.
Rồi các bạn coi lại cái phần bài tập này và cái cách sử dụng của can và can't. À, rồi các bạn làm bài tập cho cô nha. Ok, thank you, goodbye class.